Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa lấy ý kiến về dự thảo Bộ Quy tắc Đạo đức Công vụ, trong đó nêu rõ khi tiếp xúc với dân, cán bộ công chức không có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, gây căng thẳng, bức xúc, gợi ý nhằm trục lợi cá nhân. Dự thảo nghị định gồm 5 chương với 25 điều, trong đó một chương quy định về những chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, trong giao tiếp với dân, cán bộ, công chức, viên chức không được chửi thề, không nói tiếng lóng, quát nạt, quát, dọa nạt, không có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, gây căng thẳng, bức xúc, gợi ý nhằm trục lợi cá nhân. Với đồng nghiệp không bè phái, có lời nói hành động gây mất đoàn kết nội bộ, không nói đúng sự thật, hạ uy tín, trả thù cá nhân trong cơ quan, đơn vị. Cán bộ công chức viên chức phải nêu gương trong sinh hoạt, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng lối sống lành mạnh, không có hành vi bạo lực gia đình. Ngoài ra, còn có quy định rõ về việc không chơi các trò chơi, sử dụng thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc, không uống rượu bia, đồ uống có cồn trước trong một giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc. Bộ Nội vụ nêu rõ vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như là một bộ phận cán bộ công chức viên chức còn bộc lộ sự yếu kém trong giao tiếp, ứng xử với người dân, tổ chức và đồng nghiệp. Do đó cần phải nghiên cứu, xây dựng và ban hành nghị định Bộ Quy tắc Đạo đức Công vụ làm căn cứ để các bộ và địa phương thực hiện nghiêm túc, thống nhất trên cả nước.